Xin chào các bạn, mình là Sang ở công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thanh Long. Lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn về bộ nón bóng đồng HHKG32. Thì sẵn tiện đang nói về bộ nón bóng đồng thì mình muốn nói thêm, giới thiệu thêm cho các bạn biết thêm về bộ nón bóng đồng bằng thủy lực CT300. Bộ nông ống đồng lần trước là nó nông ống đồng bằng cơ, còn cái bộ này nó sẽ nông ống đồng bằng sử dụng bằng thủy lực. Bằng thủy lực đây các bạn thấy. Và nó có thể nông được rất là nhiều size. Nó nông được từ 10 ly, 12 ly, 16 ly, 19 ly, 22 ly, 25 ly, 28 ly, 32 ly, 35 ly, 38 ly, 42 ly. Rất là đông. Để mở hộp ra cho các bạn xem. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho mình. Đây, có thể của mình ở đây. Còn cũng có thể là email cho mình, hoặc là gửi Zalo số này cũng được. Tại nhiều khi mình bận mình trả lời không được thì các bạn cũng có thể gửi Zalo trả lời qua tin nhắn cho bạn. Các bạn không? Đây, giờ quay lại thì đây là bộ nón ống đồng CT300 từ 10 ly đến 42 ly. Cái này giới thiệu đi, bắt đầu từ cái này là chỉ là cái bộ phận để làm sạch ống thôi, sạch cái ống đồng để làm sạch ba gió. Khi mà các bạn nông ra thì nhiều khi nó có cái ba gió trong cái ống, các bạn sử dụng để quét thì nó sẽ làm sạch cái ống, hoặc là nó lấy cái ống ra thêm một chút xíu nữa để cho mình giống như là cái lỗ này nó lớn quá so với cái ống của bạn, đúng không? Thì bạn lấy cái ống mà mỏng thêm mấy gem nữa để nhét vô được. Đó, cái này là chức năng của nó là như vậy. Cái này là giao cắt ống đồng rất hay. Ống đồng thì cái con dao này mình các bạn có thể cắt được từ 5 đến 50 mm, tương đương là 3/16 đến 2 inch. Cắt thì giống như những cái cắt đâu các ống đồng khác, là chỉ cần giống như đây, giống như là cái này là cái ống đồng này bạn kẹp vô đây, đây là bạn siết nó lại, siết nó chặt lại, siết nó chặt lại, tay chỉ hoài làm thôi là nó sẽ đứt, tại vì ống đồng nó cũng mềm. Chú ý là mình chỉ nông được ống đồng thôi, ống sắt rồi mà ống sắt trắng kẽm thì nó quá cứng, mình không có thể nông được cái đó, nó sẽ qua. Tiếp theo là đây là cái bộ phận dụng cụ thủy lực dùng để nông. Mình ở đây các bạn thấy nó có cái on off. Thì cái bộ phận này là chỉ hoạt động bằng cái lực, giống như bạn thấy giống như mấy con đội thủy lực, giống như đội xe ô tô gì chẳng hạn, nó hoạt động giống như nguyên lý vậy. Thì các bạn chỉ cần khóa nó lại, khóa lại dặn theo hướng từ kim đồng hồ, dặn khóa lại chỉ cần dặn nửa vòng thôi ha, không có cần phải dặn quá nhiều. Nếu mà các bạn mở van ra thì cũng chỉ dặn nửa vòng thôi, tại các bạn dặn nhiều quá thì dầu quá nó sẽ càng ngay cái chỗ đây. Đó là tại sao người ta có một cái chốt để ngăn ngăn ở đây, để cho các bạn không có dặn quá đi ấy, làm cho dầu nó chảy ra. Tại là người ta ngăn cái chốt ở đây để các bạn ở đây cứng này, thấy không? Thì mình chỉ dặn nửa dòng thôi, dặn nửa dòng cứng thì ok. Thì sau khi dặn cứng rồi, chắc chắn là phải cứng các bạn, tại vì nếu mà không cứng thì khi mà bạn con lên nó sẽ bị thụt lùi lại. Phải chắc chắn là phải cứng. Rồi sau đó này, để mình làm thử, không cần nhấn khuôn trước nè, mình chỉ cần
hiện tại là nó chưa có nồng ra ha, cái cây tì nhọn nó chưa có đâm lên ha, cái đầu nó chưa nồng nè, bây giờ mình làm. Tay hết ha, chứ đừng có đẩy tay hết cái hành trình xi lanh của nó, chứ đừng có đẩy một nửa vậy, đẩy hết nè, đẩy hết tay nè thì cái dầu nó đi sẽ đều hơn và nhanh hơn ha. Các bạn thấy nó sẽ nông ra được như vậy ha. Rồi thì sau đó chỉ cần các bạn thấy là nó nông ra, cái tì nhọn này nó sẽ nông sáu cái chốt này ra để nông cái ống đồng nó đều ra. Hết rồi các bạn chỉ cần mở qua nửa vòng thôi là nó sẽ xì xuống, phải không? Trả về hiện tại như cũ, đơn giản thôi. Các bạn có muốn đặt hàng hay là cần tư vấn thì các bạn hãy gửi tin nhắn qua Zalo hay gọi điện thoại cho mình. Nếu như mà mình không bắt máy được thì các bạn hãy gửi Zalo số điện thoại của mình thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, để tiếp tục video lần sau.